Hi, xin chào các bạn. Đại dịch Corona kéo dài cũng mấy tháng nay rồi. Và từ khi đại dịch này đến thì làm cho cuộc sống của mọi người đều thay đổi. Chắc hẳn là các bạn đều có cơ hội để sống chậm lại hơn nhỉ. Mà các bạn có biết đại dịch Corona xuất phát từ đâu không? Tại sao có cái con virus Corona? Cái gì vậy ngỏng? Đó là do làm hại động vật hoang dã quá là dã man nhiều năm qua. Và cái con virus corona này thì nó cũng chỉ hại những người mà đáng bị hại thôi. Nó lựa chọn. Chứ bây giờ cách ly, ở trong nhà riết không làm ăn gì thì cũng chết. Kinh tế cũng kiệt quệ. Không có hệ miễn dịch cao thì mới bị bệnh thôi. Tiêu đã kêu gọi các bạn nhiều năm qua, hãy học bơi tiên cá để có sức khỏe này kia. Giống như Tiêu chả bao giờ bệnh cảm. 20 năm nay tôi cũng thử là tôi nghỉ bơi một tháng làm theo yêu cầu của nhà nước coi tôi có bị bệnh gì không. Nhưng mà không, cơ thể tôi nó đã tiến hóa rồi nên chả có sao cả. Công tác bảo vệ động vật hoang dã của tôi ở Việt Nam cũng xong. Và bây giờ là tôi nuôi thú cưng đơn giản chứ hết nuôi rái cá như xưa. Đây, các bạn có muốn xem công việc nuôi thú hoang dã của tôi những năm qua thì rảnh tôi sẽ đăng clip cho các bạn coi. Còn bây giờ là thú cưng của Tio là chỉ có con ngỗng này với con chó này thôi. Ăn hạt thức ăn chuyển ngữ đây, nói chuyện với mấy bạn nè con. Nè, ăn vô. Rồi, ăn nữa. Ăn nữa đi. Để nó ăn vô, nó chuyển ngôn ngữ, nó nói chuyện với các bạn nha. Đủ rồi, con không ăn nữa đâu. Ăn nữa đi con. Đây là con ngỗng cái. Con không phải là con ngỗng cái. Con là ngỗng phụ nữ. Ngỗng phụ nữ là ngỗng gì con? Ngỗng phụ nữ nói cho nó lịch sự á mà. Con mập mạp như vậy là người ta dễ bắt con ăn thịt lắm con biết không? Con mập mạp như vậy đẹp nè. Trên YouTube bây giờ có nhiều bạn á thích làm thịt động vật để đăng lên. Ác dữ vậy hả tiên cá tiên ương? Đúng rồi, họ giết hại động vật dã man. Rồi họ nói chuyện rất là ngọt ngào, thương cảm để lấy lòng mọi người. Nhưng mà mọi người không hiểu rằng cứ coi những cái video mà làm hại động vật giúp cho họ kiếm tiền YouTube, nhưng mà nó sẽ là một cái nguy cơ dẫn đến nhiều đại dịch hơn nữa xảy ra trên thế giới này. Bởi vì họ cứ đi vô trong rừng, họ cứ đi làm clip sinh tồn, bắt giết động vật, ăn thịt rồi quay clip. Nhưng mà các bạn có biết rằng khi họ đi vô trong rừng đó, họ làm thịt một cái con vật cho bạn coi, thì họ sẽ gặp những cái con thú hoang dã khác. Ví dụ như là thú hoang dã quý hiếm, giống như rái cá vậy đó hả tiên cá tiên ương, kỳ tôm nữa. Đúng rồi, những cái loài vật hoang dã quý hiếm họ cũng bắt ăn thịt, nhưng mà họ không có quay clip. Thế nên á, tiên ương đã nói cơ quan chức năng, bộ truyền thông và cả YouTube ở Mỹ phải ngăn chặn việc kiếm tiền bằng việc giết hại động vật ở trên mạng lại á, thì cuộc sống mới ngày càng đỡ hơn. Chứ bây giờ là cứ giết hại động vật hoang dã dã man riết thì kinh tế ngày càng kiệt quệ, lòng người cũng ngày càng gian ác hơn. Và thật ra những YouTuber làm clip hại động vật như vậy rồi cứ làm những cái việc như giả hiền, giả từ bi này kia, nhưng mà khi mà người ta phát hiện ra đó thì cái lòng tin người ta đánh mất. Rồi con người ngày càng mất tin tưởng ở nhau, rồi sẽ tạo ra chiến tranh thế giới. Đó là những gì mà Tuy Ương có thể cảm nhận được. Tương lai ngày một đen tối cho nhân loại nếu cứ tiếp tục làm hại động vật. Mấy năm qua tôi dạy bơi tiên cá, có nhiều em học sinh là con cháu của các quan chức cấp cao trong nhà nước của mình. Hy vọng là các em sẽ nói với ba mẹ của mình, anh chị của mình làm trong bộ máy lãnh đạo ấy, rằng hãy ra sớm cái bộ luật là đừng để những YouTuber lên trên mạng giết hại động vật, ăn thịt dã man rồi câu view kiếm tiền.